Xin chào các bác. Với một con Derby đẹp và ngon như thế này, vừa lại là hãng Pioneer, thì với cái giá 3 triệu thì tôi đoán là chắc chả con Derby nào có thể vượt qua con này. Nó đẹp đẹp xuất sắc luôn. Thay vì 3,5 triệu tôi để giá cực kỳ mềm cho các bác chơi nhé. Đây, nắp kim loại đẹp mê ly luôn. Mặt tiền, thỉnh thoảng tôi sẽ để những sản phẩm với cái giá cực kỳ dễ chịu cho các bác chơi, dễ tiếp cận. Riêng về Pioneer, các bác nghe nhạc vàng thì quên sầu luôn. Đôi loa tôi đang mở là đôi loa Bass 35. Nó đánh đơn giản luôn. Âm ly này đánh loa A, B, nó giống như dạng 7900 hoặc 7700. Chỉnh bass chép, loudness, các đường vào âm thanh, volume và cân loa đầy đủ, đèn tia báo công suất. Chạy sò than, 4 sò than, 2 tụ lọc. Nguồn điện. Nó con đơn đi còn cực kỳ mới luôn. Rất hiếm khi một con nó còn đẹp mê ly này. Các đường vào âm thanh, loa A, loa B trở kháng là 6 ohm trở lên. Đặc trưng của dòng loa A hoặc B thì nó như vậy. Công suất 110W, điện 100V, hàng bài zin 100%. Quá mới luôn. Tôi sẽ mở to mời các bác cùng nghe. Loa trái này có tiếng này, loa phải có tiếng. Tất cả các chức năng, những video tôi đã test lên là phải chức năng hoạt động hoàn hảo hết tôi mới test lên đăng bán. Loa B, A, tắt loa A, B. Tôi đang đấu sẵn hai đôi loa mà. Với cái giá này thì quá rẻ cho một mẫu âm ly đẹp và hay như này, khỏi phải lăn tăn. Cửa hàng tôi còn rất nhiều sản phẩm, bác nào có nhu cầu mà gần thì có thể đến tận nơi mua hoặc xem hàng. Rất nhiều các bác nha, không thể đăng xuể được đâu. Mỗi ngày chỉ đăng cố gắng 1-2 sản phẩm thôi, không thể xuể được hết. Và đây là thông tin cửa hàng, ai có nhu cầu thì đến tận nơi. Đặt cọc tiền tôi sẽ gửi hàng đi. Xin chào, hẹn gặp lại.